Có được anh thấy rồi. Thật đó. Ờ. Nhưng mà anh có xem được không? Anh chỉ nghe thôi. À. Ôm anh cái được không? Ê. Ui ôi, đi nhiều đồ này cơ. À, đây là một tí sữa để cho gửi cho mấy đứa nhỏ nha anh. Nhưng mà vẫn không nhìn thấy được anh. Không, bây giờ của anh nó bị hỏng, thay hoa võng mạc em hiểu không? À. Cho nên là thế giới hiện tại thì không thể nào mà chữa được. Hôm nay thì anh Tuấn Anh với cả Chiến dắt mình đi đến nhà một anh Đức. Ô Minh Đức. Đức. Anh ấy có không nhìn thấy các bạn không? Thì mình sẽ lên mình quay cái ngôi nhà của anh đấy. Rồi hoàn cảnh sống của anh đấy như thế nào ha. Chúng ta đi. Bây giờ là anh mua cho bạn. Nhà anh có con nhỏ bạn. Mua cho anh ít sữa. Sữa gì? Sữa cho trẻ con đấy anh. Mấy tuổi rồi, mấy tuổi anh? Cô nhà Đức nhà huyện mấy tuổi nhỉ? Dạ anh à? Mấy em ấy. Anh trai ấy. Nó hơn 1 tuổi rồi, hơn 1 tuổi. Tuổi 2 tuổi đúng không? Không, hơn 1 tuổi rồi. Ờ, thế thì em lấy sữa gì mà cho? Có sữa. Bây giờ ba anh em chúng tôi sẽ di chuyển đến thăm anh Đức. Anh Đức. Có tí sữa với cả hoa quả tới thăm anh mọi người ạ. Ok, đi. Chào mấy anh em đến nhà anh Đức rồi mọi người ạ. Calame chân chính nha, đừng có rớp vào. Chào anh. Chào anh Đức nha. Xem anh TikTok lâu rồi, nào gặp đây. Em bắt tay ông anh cái đâu. Anh xem em từ cái video, anh bắt đầu thấy em từ cái video em làm đá ở Ninh Bình ấy. Bắt đầu anh thấy rồi. Thật đó. Ờ. Nhưng mà anh có xem được không? Anh chỉ nghe thôi. À. Ôm anh cái được không? Ê. Ôi ôi, đi nhiều đồ này cơ. À, đây là có tí sữa để cho gửi cho mấy đứa nhỏ nha anh. Đi em đi bao lâu rồi? Em đi được khoảng gần 2 năm rồi. Đi 2 năm rồi không? Chào anh. 2 năm là cũng sắp hết đất Việt Nam rồi đấy. Còn nốt bên Hà Giang anh. Hà Giang thôi, bên đấy một không cây thôi. Ê, đưa cho anh Đức có tí quà cho mấy đứa nhỏ anh chị ạ. Vâng. Em với anh Tuấn. Thế nào về nhà Tuấn mấy hôm rồi? Em về nhà anh Tuấn, anh bắt cóc được khoảng 4-5 hôm nhỉ? 4 hôm rồi không? Em tính ở đây chơi 1-2 hôm mà anh Tuấn anh với cả cô em Chiến quý quá. Người dân Tuyên Quang quý quá, quý người quá. Bắt cóc chơi lâu. Đấy nhỉ? Bắt luôn không cho về. Trước đây thì anh sinh sống bằng ngành nghề gì? Anh ở đây á thì chỉ có chăn nuôi với lại làm máy tính thôi. À. Nhưng mà em vẫn đang rất là ngồi cạnh ông anh cái kìa. Em vẫn đang thấy anh là rất là giỏi mà lấy được vợ rất là xinh gái nhá. Đúng không? Cái đó thì... rất giỏi. Đây là chị của ông anh không? Ơi vợ anh. Caramel đâu rồi? Tập trung đi vào chuyên môn. Tập trung chuyên môn nha. Đợi tí đợi chị ấy xong rồi chị ra chị chào mọi người cái nhá. Em bảo thôi chạy qua chơi với anh, có giúp của anh cái gì lúc kiểu em sang thì các bạn mà đang xem kênh của em ấy cũng có thể là bay qua follow yêu quý anh, giúp anh có thể là cũng chẳng biết giúp gì đâu, nhưng mà thấy follow nhiều rồi là nhiều anh em biết đến anh có thể là giúp anh được gì em, đó là nhiều được rồi. Người biết đến, nói chung là anh thì cũng nó chân thua bề lượng follow nó mới chỉ khoảng mấy trăm nghìn. Chưa thấm ở đâu, chân thua. Nhưng mà em đang muốn hỏi là cái mắt của anh là mình bị từ nhỏ hay anh như thế nào? Anh bị ống sinh mà. Nhìn đi đâu, bây giờ không nhìn được gì. Chỉ anh chỉ nhìn thấy ánh sáng và bóng tối thôi. Mình chỉ biết khi nào là trời sáng và khi nào là trời tối, hiểu không? À, chứ còn nhìn thấy anh có nhìn thấy một cái gì đâu, anh không nhìn thấy một cái gì luôn. Là mình chỉ biết là buổi sáng hay là buổi tối anh? Ờ, thế thôi. Anh đã đi phẫu thuật cho anh? Ừ, anh đi nhiều lắm rồi. Anh đi khắp nơi rồi chứ. Từ bé đến giờ anh đi bao nhiêu năm rồi. Nhưng mà vẫn không nhìn thấy được anh? Không, bây giờ của anh nó bị hỏng, thay hoa võng mạc em hiểu không?
cho nên là thế giới hiện tại thì không thể nào mà chữa được. Nhưng mà may mắn là chỉ có ai mà hiến tặng thì không may... bây giờ hiến cũng không thay được. Đấy, bây giờ có mắt khác thay cũng không thay được, em hiểu không? Tại sao vậy? Bởi vì là của anh nó hỏng cái đáy mắt rồi, nó hỏng cái mắt. Ví dụ như kiểu nó hỏng mất cái gọi là cái dây điều khiển lên nuôi dưỡng cho mắt này. À. Kiểu như thế. Nhưng cảm giác ông anh vẫn rất là lạc quan nhỉ? Cười rất tươi, rất duyên. Nói chung là nó thế thì nó thế rồi, em hiểu không? Mình cứ sống như nó thoải mái thôi, sống đàng hoàng thoải mái thôi chứ còn... Lạc quan. Biết làm nào được. Ê, chị là về nhà anh được khi nào vậy? Anh được cưới năm 2020. 2020 à? 2020. Chị là sinh năm bao nhiêu? Anh sinh 2003. 2003? Ừ. Wow. Không sao đâu. Bất nhiêu? Nhưng mà hai anh chị sao lại quen được nhau vậy hay ta? Quen nhau thì đơn giản là... Chị uống nước này. Vâng. Anh uống nước. Thế là mình quen nhau là từ lúc nào vậy chị? Cũng từ năm 2020. Quen nhau là lấy tới nhau và lấy nhau luôn. Anh cưới quen yêu mấy tháng đã cưới rồi. Yêu 3 tháng là cưới luôn. Thì như chị thấy là cuộc sống của anh chị là cảm nhận thế nào? Bình thường. Không vất vả. Không vất vả lắm ạ. Vâng. Thế còn đứa con của anh đâu? Con anh ạ? Bà nội đang đến. Con anh bà nội đang đến. Tí ra rồi. Nhà chị cũng ở gần đây luôn hả chị? Vâng. Anh Đức là anh sinh năm... Anh sinh năm 95. 95 bằng tuổi anh Tuấn Anh luôn. Mấy anh em bảo thì đỡ rủ anh đi câu cá đấy. Okay. Nhưng mà anh không nhìn được thì anh câu kiểu gì? Anh câu cá ấy. Thì là bây giờ ví dụ như mà ném cần sẵn ra cho anh, em hiểu không? À. Ờ, khi nào mà nó chìm phao thì bảo anh thì anh giật. Hiểu không? Có hoa tiêu đúng không? À. Một người hoa tiêu đứng bên cạnh đúng không? Thế thì anh không câu mình được. Cứ trực trực này rồi. Cắn cắn. Dẫn luôn. Đúng rồi. À. Còn nếu như mà câu câu xa thì phải câu kiểu đấy, còn câu gần thì anh khắc câu được thôi. Câu gần thì cứ bao giờ cá cứ căng thì mình dẫn. À. Đơn giản. Em muốn hỏi là có rất là nhiều bạn thắc mắc là ví dụ như anh không nhìn thấy như này thì anh làm như nào để có thể là duy trì được cái cuộc sống của hai vợ chồng ấy? Duy trì cuộc sống của anh thì bây giờ nền tảng nó có sẵn hết rồi. Thì bây giờ mình cứ ở nhà công tác theo những việc công việc nông thôn thôi, cái chăn bò, nuôi lợn, rồi mỗi thứ mình thêm một tí, gà, ngan các thứ. À. Mỗi thứ mình thêm một tí rồi vợ anh đi làm lên quanh. Chị cũng đi làm lên quanh rồi. Quanh ở thôn xã này, thế thôi. Chị cuộc sống nó cũng chỉ vừa phải thôi, nó cũng không có gì là ghê gớm lắm. À, một... Đây anh Đức là người truyền động lực cho những cái anh chị đang gọi là có đầy đủ mọi thứ. Bây giờ anh vẫn có vợ đẹp, con khôn, đấy, một công việc rồi là anh sống rất lạc quan, anh hay rất hay cười các bạn ạ. em thấy em tới đây em gặp anh rồi em mừng rồi anh ạ. Thực sự rất là mừng luôn. Vui vẻ lạc quan. Nói chung là anh em mình gặp được nhau thì anh cảm thấy rất là vui. Bởi vì là em xem anh ở trên TikTok, em cũng có xem anh rồi. Anh cũng xem em rồi, anh cũng xem em rồi. Đấy. Vâng. Nhưng mà hôm nay rất vô tình anh em mình lại gặp được nhau thì nó là một điều rất là vui. Vâng. Nó là một cái gì đó rất là vui. Em xem em bảo là có khi nào mà mình đi trên đường này mình lại gặp được anh không? Thì đúng hôm nay là được gặp thật. Có thể là ví dụ như anh như vậy thì bạn nhỏ có việc gì không anh? Anh không. À nó không, vẫn bình thường. Vẫn mắt mũi không sao cả. À, cái mắt của mình là bị bẩm sinh từ nhỏ, sinh ra là đã bị không nhìn thấy rồi. Đúng rồi, mà anh bị bẩm sinh ra là thì... À, còn bạn nhỏ thì lại không được gì. Nay con tới chơi với anh Đức gì ạ? Con có chút sữa với cả hoa quả cho bé nhỏ. Anh quay bên này. Dễ thương quá. Bây giờ có đứa nhỏ mà anh cảm nhận ra khi mà có đứa nhỏ vào đấy. Nói chung là cuộc sống thì nó có bây giờ có vợ con thì mình thấy cuộc sống nó sẽ đỡ vất vả hơn hay nó đỡ vất vả hơn mà nó yêu đời hơn, bởi vì dù sao thì mình có một gia đình. Vâng. Đấy, dù sao mình có một gia đình, có con có vợ thì cuộc sống nó sẽ
ok hơn, còn hơn là sẽ mình sẽ phải ở một mình, hiểu không? Một mình mình sẽ buồn, nó chán. Bé này tên là gì anh? Bé tên là Sang. Tên là Sang ạ? Họ tên đầy đủ là gì anh? Âu Minh Sang. Âu Minh Sang. Chào Sang nhá, chào con nhá. Con chào chú nào, con chào chú. Con nói được không? Chào chú biết nói. Chào. Con chào chú đi. Con đang lại. Con chào chú nào. Dễ thương quá. Hẹt luôn, giống hẹt luôn. Bắt tay chú nào, bắt tay nhà con. Bắt tay mà. Lạ. Đáng sợ. Lạ. Này đúng là truyền nên động được cái bao nhiêu người đây nhỉ? Anh live stream thì nhiều người có mình. Có mình sao anh? À không tốt hả? Toxic không, hả? Không, toxic thì không đáng kể đâu. Toxic à. Ít lắm. Ví dụ những cái bình luận nó kiểu trái chiều nó rất là ít. Nói chung nó cũng có thôi, bây giờ làm sao tránh được, nhưng em thế đúng không? À. Không thể tránh được, nhưng mà nó ít. Và anh, bạn này tên là gì nhỉ? Ánh. Ánh? À. Nhưng mà anh Đức quen Ánh kiểu gì đấy? Anh quen ngày trước vợ anh, nhà bà vợ anh thì bà ăn sáng, em hiểu không? À. Ừ, thì anh ra ăn sáng anh quen thôi. Anh ra ăn sáng? Ừ. Nhưng mà anh ra ăn sáng kiểu gì, anh đi... Anh các bạn anh đi, rồi là anh em, bạn bè người ta đi. À. Ví dụ như em rủ anh đi ăn sáng thì là ăn. Xong rồi tới đấy quen rồi là làm quen nhau. Ừ. Hẹn hò là 3 tháng anh. 3 tháng. À, chốt luôn. Chốt luôn. Cảm nhận của chị lúc mà mình lấy chồng thấy thế nào hả chị? Nó vẫn bình thường. Có khác gì nhiều khi mà mình chưa lấy chồng không? Không, vẫn thế. Vẫn thế anh? Tưởng sẽ có một gì đó kiểu vui hơn hay sao chứ? Có bạn nhỏ này, có anh này, này cùng một nhà vui hơn này. Wow. Nhìn vào kiểu ngưỡng mộ em. Thực sự rồi. Một năng lượng rất là tốt. Sao mà đòi được con? Sao mà đòi được? Sang. Dạ. Cái tay cái nào? Tay. Là. Sữa con đâu? Ở đây. Sữa đây. Trời. Chú Tuấn Anh rồi chú Chiến. Chú Chiến chú mua cho đấy. Đây, con cho nha. Con cho sữa nha. Này, chú Chiến đẹp trai lắm. Em ở Nam Định, chỗ nào Nam Định em? Em ở Vũ Bản ạ. Ở Vũ Bản Nam Định. Quê mà gọi anh đấy. Anh hay về đấy lắm. À. Chưa hai bạn làm vậy. Nói chung là từ ngày lấy vợ giờ chưa về đâu. Còn trước khi lấy vợ là về suốt. Chú Thẩm vẫn về đấy chơi anh. Quê bà anh đấy mà. Ở chỗ Cổ Lễ à. Con đồng ngươi nha, cổ đen ấy. Ở ngay chỗ Cổ Lễ, cầu đen này. Cổ Lễ, chỗ ấy gọi là Cổ Lễ hay cái gì lễ nhỉ? Đúng rồi, Cổ Lễ. Cầu đen, ở gần cầu đen. À. Ngay gần cầu đen luôn. Anh hay về đấy chơi à? Hay về đấy chơi. Không được bỏ. Từ ngày lấy vợ, anh chưa về đâu. Trước khi lấy vợ, về anh về liên tục. Anh có định làm thêm đội bóng không anh? Đội bóng gì? À, anh không. Làm 2-3 thằng, 2-3 đứa đồ với mình. Hai ba đứa anh. Làm hai ba đứa thôi các bạn ạ. Chị tính cái gì à? Ý chị thế nào? Ý em vẫn thế. Cũng giống anh luôn à? Em tưởng chị và tôi chị làm đội bóng 7 đứa. 7 đứa là bóng rồi đúng không anh? Ừ, 7 đứa là đá rồi. Đội hình 7. Đội hình 7 là sân nhỏ. Năm là đá rồi, năm đá sân trong nhà là tốt rồi. Không, mình phải có cả dự bị đầy đủ. 7 đứa. Đẩy 7 đứa. Đáng yêu nhỉ. Đáng yêu, bé ơi đáng yêu. Tôi đang mơ ước có lấy được vợ và có một cu như bạn này. Lấy luôn như con gì nữa. Luôn. Hai tay. Cho chú bé một cái được không? Đi nhá. Nghèo luôn nhỉ. Dễ thèm. Dễ gần. Mày xuân hả? Vẫn muốn. Thích cầm, trẻ con thích cầm. Mặn lắm. Nó thích cầm.
nó cho cái này có cái này không? Có cái này cũng có. Đây mà, đây mà, đây mà. Đấy. Giống chưa? Nhiều. Uống sữa này con. Chiến, cậu Chiến con làm đứa cậu Chiến. Có, em thì chắc phải sang năm nữa. Sang năm à? Cậu Chiến làm đội bóng luôn đấy chứ nhỉ? Cậu lấy hai đứa thôi. Hai đứa. Anh thì làm ba đứa anh. Anh hai ba đứa. Hai ba đứa. Hơn một tuổi rồi nói bập bẹ nói chuyện đấy. Đang tập chữ cái gì? Thôi thì trẻ con. Anh em ngồi lúc nữa rồi anh em di chuyển ra cái chỗ câu cá á. À, anh em đi câu cá tí nhé. Ok. Mẹ bế con đi, mẹ bế con. Kệ đi, tôi đang ngồi chơi với anh tí nhỉ. Nghịch này. Nó thông minh đúng không? Giờ mới thông minh. Anh sẽ trả lời nó loát hơn là vợ anh thì nó ngại máy quay kiểu thế. Bình thường ví dụ ai là người quay cho anh? Vợ anh quay, kịch bản anh lên. Ai là người chỉnh sửa đăng cho anh? Vợ anh chỉnh sửa đăng luôn, làm theo ý của anh. Vậy á? Ừ. Chứng tỏ là đứng ra sau có chị cũng hỗ trợ anh rất là nhiều đúng không? Đúng rồi. Còn trước đó thì sao anh? Trước đó thì anh đã làm đâu, anh vừa mới làm từ khi anh cưới vợ một thời gian anh mới làm. Anh mới quay được mấy tháng nay thôi mà. À có nghĩa là lấy chị xong bắt đầu mình mới làm. Ừ, ngày trước kia ấy thì anh trai anh có quay cho anh mới đầu ấy. À. Thì xong rồi anh về, đợt đấy quay dưới Hà Nội nhưng mà bây giờ anh về thì không có người quay cho. À. Thế anh nghỉ một thời gian thì anh lấy vợ xong anh lại tiếp tục quay thì vẫn được mọi người yêu quý như trước. À. Không nhìn được thì rất là khó trong cái việc ấy đấy đúng không anh? Đúng rồi, phải phụ thuộc vào người khác ấy nhỉ? Phụ thuộc vào người khác, bởi vì mình không tự làm được. Bởi vì bây giờ nếu mà mình có quay được ấy, khi chăng nữa thì mình không thể nào mà chỉnh sửa được. Và đăng được? Đăng được, bởi vì quay thì mình có thể quay, mình tự đặt mới quay, mình quay được. Nhưng mà cái lúc mà edit rồi đăng lên thì cái đó thì nó nằm ngoài khả năng của mình. À. Đấy, mình có thể chỉ nghĩ ra được những cái kịch bản để quay rồi là nội dung quay như nào. À. Thế thôi. À, chị anh. Chị 2K3 năm nay là 18, 19 tuổi đúng không? Tí xong rồi hả? Ba anh em tới nhà, à, anh Đức chơi. Không cần phải lồng tiếng luôn. Chiến với anh Tuấn Anh mỗi quà tới. Vừa quay cho anh Đức một cái video TikTok. Đây là bạn xinh gái sau hậu thuẫn anh trong cái việc làm TikTok. Anh chào mọi người cái. Chào tất cả mọi người. Bạn ấy bị ngại máy quay. Em bị ngại máy quay hả? Đâu anh, mang điện thoại đây rồi anh ơi. Ôi nhà anh hai bộ. Tôi cũng một bộ rồi, bạn mang thêm bộ nữa đi. Ừ, anh hai bộ này, em cần hay anh cần? Em cần, được. Em cần á? Đây là các công đoạn 3 phút à? 3 phút. Để mà làm TikTok. Anh sẽ là người edit video cho anh Đức này. Về sầu cười to quá nhỉ. Mọi người cùng xem vị khách đó là ai nhá. Rồi, cắt lên đây thôi. Cái này, hai người này. Đây, cái sầu kêu hơi to. Cái sầu kêu to quá. Ờ, nhá. Thoải mái. Cái sầu kêu hơi to tí thôi. À đây, các bạn xem anh ấy có chăn bò các bạn. Nuôi mấy con bò. Có cả bố mẹ anh nữa, anh ở cùng bố mẹ anh ấy, anh ấy giúp anh ấy nữa. Đây, bên này có mấy con bò và con này. Nó đang bú sữa này các bạn này. Chiến ơi, uống sữa không em? Ra đây. Các bạn xem này. Nuôi lợn này.
Đây là chắc là bố mẹ anh cũng nuôi chứ. Chứ giờ anh chăm này khó chứ. Anh khó nhìn lắm. Có nhìn được đâu. Tao làm gì đâu. Cho tao quay tí thôi mà. Quay tí thôi, không làm gì hết nhá. Nhân lợi con các bạn. Cái này to thế. Bây giờ Giang chảy cái rán đi, xong rồi múc nước lã rồi xuống thêm vào đun nó, thử nó này rồi. Đun cặn đi là được không? Sao anh biết được cái đấy vậy? Anh câu lâu rồi. Cái bạn này đang Giang chuẩn bị thính để đi câu bạn ạ. Đây các bạn xem này. Ánh vợ của anh ấy có làm thêm cả ga này. Kiếm đồng ra đồng vào nuôi con nuôi cái này. Đây. Hai thanh niên này đang làm thính. Ô như anh nhìn này chưa chắc đã được đâu em ơi. Không được. Vàng rồi. Phải cho vàng tí nữa. Thơm bét rồi. Vẫn cháy đi cơ. Cháy đi nữa. Đây là cháy cho nước vào bung lên rồi em ạ. À cho nước vào rồi ạ. Mật ong hả anh Đức? Cho tí hơi rồi, cho nó đi bóng. Đây là gạo bạn. Thôi đánh lấy con Ben độ khoảng tầm 20 cân nha. Làm con Ben 20-30 cân rồi anh nha. Không nằm nhiều đâu. Không phải giã đây anh. Để nó trộn ốc đánh luôn rồi. Này, ông anh mà người dẫn đi kìa. Vâng vâng. Để anh lấy cho khách được câu cái. Dạ, hay cắt thế. Nó phần chẳng lên rồi. Không nghĩa. Thả cho mấy cái tầm tay mặt vào tim tim lên. Cháu thì chả ai bảo là kém mắt gì vậy. Vâng, mắt cháu thì nó không bị hỏng mắt nào. Đấy, đều dưỡng mắt rồi. Con bảy mắt không bị khô. Đồng đen đồng trắng vẫn gần đồng tinh nhanh chứ. Tinh nhanh là từ đáy mắt. Không bị khô mắt. Nếu mắt cháu bây giờ lấy thêm thì cháu có nhìn được mà. Không khô cách gì nó cũng được. Có đoạn dốc à? Anh chỉ biết đấy là cái ngã ba. Nhưng anh cảm nhận cây cối hai bên đường không? Cây cối hai bên đường. À. Không nhìn được, cảm nhận được ta. Thế. Thế là mình sẽ cảm nhận theo gọi là làn gió rồi là mấy cái sóc sóc với đường. Nói chung khó tả lắm, nói chung chỉ anh mới hiểu được. Chỉ anh mới hiểu được á? À? Mày cứ mù đi mới biết đúng không? Anh mới hiểu được. Sao đến nhà chưa? Chưa. Đây đúng rồi, A3 có cái đường đi ở đây đúng không? À, ai chưa? Chiến ơi, em thử nhắm mắt rồi, em có cảm nhận được gì không Chiến? Sao cảm nhận được không này, không thể cảm nhận được. Không hiểu được luôn này. Ông anh cảm nhận hay ta. Em đừng nói gì cho ông anh có dắt được về nhà không nhá. Xem phải đi quá nhà, ông biết không? Đơn giản của anh em, cái đấy của anh. Mình đang chưa hình dung ra lúc mà mình nhắm mắt vào mình đi kiểu gì đây. Đừng nhắm mắt nhá, một phát là xuống cái hồ bên trái là hỏng ấy. Bên trái hồ không? Bên này có cái ấy này. Các bạn bật sạch cho mọi người. Bỏ qua, đợi bỏ qua. Mấy cái sóc sóc này anh cảm nhận được hết à? Một đống sóc này làm sao mà cảm nhận ta khó ta? Chuẩn bị đến nhà văn hóa đúng không? Chuẩn bị đến nhà văn hóa bên tay trái. Bên tay trái á? Tí nữa đến rồi. Em vẫn chưa nhìn thấy nhà văn hóa đâu. Chuẩn bị đến rồi, cổng họ trên kia. Ở trời tối này của em nhìn nó văn hóa. Đây, đỉnh vãi. Quá đỉnh luôn. Đỉnh như chiến nhờ. Quá đỉnh luôn. Đỉnh của đỉnh luôn rồi. Cho giờ nhắm mắt vào anh đã cảm nhận được cái gì luôn chứ ạ. Giờ nhắm mắt thì anh em chỉ cảm nhận mùi đường.
Nhưng mà anh có cảm nhận được hai bên bờ tường hay kịch bên này đang bờ tường, bên này cũng nghe, bên này là vừa vào một đoạn tả đi, bây giờ đã đến nhà, đã chuẩn chưa? Bây giờ có một cái nhà bên này. Nhưng mà anh đã bờ sờ vào tường chưa? Anh biết có tường? Nói chung là anh chỉ cảm nhận là anh biết đâu là bờ tường xây và đâu là bờ tường bằng cây. Ý anh thế. Còn nói chung là cũng tùy từng lúc xây với lại bờ tường cây, nó sẽ tùy từng lúc, bởi vì là nhiều lúc thời tiết nắng với lại ở nắng thì anh sẽ cảm nhận rất là kém. Nắng còn kém. Nếu mà trong dâm càng tối thì càng dễ. Càng dễ cảm nhận. Còn nắng thì nó sẽ bị nghĩa nó bao trùm đấy. Đấy mình nghĩ là nó khó. Bây giờ anh cảm nhận hai bên đường là có cái gì nhỉ? Một bên là tường xây, một bên là bờ rào. Đỉnh vãi các bạn ạ, hai bên đúng vừa tường xây vừa rào thật. Wow, anh đẳng cấp. Sao đến cổng nhanh nhá. Giờ giúp mình nhắm mắt mò đường. Không thể nào mà mò được luôn ấy. Ấy. Anh mò cái điện, nó tắt cái điện rồi. Mất điện đấy. Cho anh xin nước thử nào. Em đang thử nhắm mắt em đi cảm nhận cho giờ không. Mà đi khó quá anh ạ. Không cảm nhận được gì đâu. Cho anh xin nước nóng này không được. Nó là cái cảm giác tự nhiên. Rồi. Nhưng mà mình nghe theo hướng gió phải không anh? Anh không biết tả cho bọn chú kiểu gì hiểu. Đúng, chỉ có giống như kiểu là em chưa yêu ấy, xong em bảo là hỏi yêu có gì ấy, rồi mà yêu thì phải biết. Chỉ có anh mới tả, anh mới hiểu được thôi chứ. Chứ còn em không hiểu. Thịt đây là thịt dài lắm. Gọi sao? Anh thử dùng lại điện TikTok xem nào. Anh ơn quen rồi. Lại nào. Anh chỉ dùng được vài cái chức năng ở trên điện thoại thôi. Đấy, thế thôi, bây anh vào kênh anh ấn vào đây. Anh ấn nó thành thói quen rồi. Xin chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay em rất vui khi được có một thay rất là đặc biệt. Đỉnh vai.